nhận định chung kết lượt về Việt Nam với Thái Lan. Trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan tranh chức vô địch AFF Cup 2022 sẽ diễn ra vào 19:30 ngày hôm nay 16 tháng 1. Sân vận động Thammasat với sức chứa 25.000 chỗ ngồi là nơi diễn ra trận chung kết lượt về. Sân vận động này nằm tại thành phố Rangsit, cách trung tâm thủ đô Bangkok 43 km. Sau trận hòa 2 đều ở lượt đi trên sân Mỹ Đình tối 13 tháng 1, Việt Nam sẽ đăng quang nếu thắng với bất cứ tỷ số nào tại lượt về. Nếu hai đội hòa không đều hoặc một đều ở lượt về ngày 16 tháng 1, Thái Lan sẽ vô địch theo luật bàn sân khách. Nếu tỷ số lượt về là hai đều, hai đội sẽ đá thêm hiệp phụ. Luật bàn sân khách không tính trong hiệp phụ, vì thế nếu hiệp phụ cũng hòa với tỷ số nào, hai đội phải đá luân lưu. Nếu thắng hoặc hòa ba đều trở lên trước Thái Lan ở chung kết lượt về, Việt Nam sẽ lên ngôi vô địch AFF Cup 2022. Jumpei Lida, vị trọng tài người Nhật Bản, là cái tên được lựa chọn cầm còi trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 giữa Thái Lan và Việt Nam trên sân Thammasat. Trong quá khứ, Thái Lan đều thất bại khi vị trọng tài này cầm còi. Jumpei Lida được Liên đoàn bóng đá Nhật Bản vinh danh là trọng tài giỏi nhất nước này vào năm 2021. Luật bàn thắng sân khách áp dụng trở lại và kết quả hòa hai đều quả thật đã đẩy Việt Nam vào thế khó ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022. Tuy nhiên, đúng như huấn luyện viên Park phát biểu, rồng vàng không có lý do gì để bi quan khi chỉ cần một chiến thắng với bất kỳ tỷ số nào trước Thái Lan là sẽ giành chức vô địch. Nói điều đó để thấy cơ hội vô địch vẫn chia đều cho cả hai đội. Màn trình diễn ở trận lượt đi đã cho thấy Việt Nam và Thái Lan là hai đội bóng số 1 Đông Nam Á vào thời điểm hiện tại. Vì vậy, cuộc chạm trán ở trận lượt về chắc chắn sẽ còn hấp dẫn hơn khi các cầu thủ của hai đội không còn phải lo sợ về vấn đề thẻ phạt. Nhìn nhận một cách công bằng, Thái Lan là đội chơi nhuần nhuyễn và có những tình huống phối hợp bóng nhỏ xuất sắc hơn ở trận lượt đi. Chỉ ít phút sao nhãng của hàng thủ đã khiến cho Việt Nam nhận hai bàn thua liên tiếp. Rất may tình huống tỏa sáng ở những phút cuối trận Văn Thanh đã khiến cho chúng ta dễ thở hơn. Tuyển Việt Nam mạnh ở những tình huống cố định, bóng bổng và được đánh giá là nhập cuộc tốt hơn Thái Lan. Nếu tận dụng điều này để có được bàn thắng sớm, lợi thế tâm lý ở trận lượt về sẽ thuộc về chúng ta. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ cùng một lúc phải đảm nhận hai nhiệm vụ là tấn công ghi bàn nhưng vẫn giữ sạch mảnh lưới.